Xin chào các bạn nhé. Hôm nọ thì Mạnh Phát đã quay một video con mini màu đen lên rồi đúng không ạ? Thì hôm nay Mạnh Phát đây đập hộp một con màu trắng và sẽ quay video để khi chúng ta sẽ giao xe cho các bạn, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhận được một cái hộp như này, thì chúng ta biết cách để lắp đặt nhé. Và đây giờ Mạnh Phát sẽ khui con màu trắng này ra nha mọi người nha. Xin mời anh kỹ thuật ra đây để hỗ trợ trong quá trình khui ra cho dễ nha mọi người nha. Chúng ta quan sát này. Đây, khi chúng ta nhận được cái xe thì hộp nó sẽ như này nhá. Như này thì chúng ta sẽ nhận nó sẽ gọn hơn nha mọi người nhé. Đây, nhấc ra. Đấy, xe nó đã lắp đặt gần như là hết rồi mọi người ạ. Chúng ta còn những công đoạn rất đơn giản thôi. Đây, trong cái túi này thì nó sẽ lắp đằng trước giống như trong video nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nè. Con này là ở bên này. Ok. Đây các bạn sẽ quan sát thấy không? Chiếc xe khi chúng ta nhận nó sẽ như này. Và chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp. Cắt đi. Lấy kìm cắt dây thiết anh không? Chúng ta sẽ có cần một cái kéo thôi là chúng ta sẽ thao tác được. Dưới. Màu trắng này rất là đẹp nha mọi người nhá. Nhìn nó rất là sáng, và những cái xe mini thông thường thì chúng ta chọn màu trắng thì bao giờ nhìn nó cũng rất là hay hơn. Đây, mọi người quan sát nhé. Đấy, khá là đơn giản thôi. Đối với người mà không biết thì chắc là chúng ta sẽ thao tác mất khoảng 20-30 phút. Đây, như vậy là chúng ta đã lắp về cơ bản là gần như là xong chiếc xe rồi. Nó rất là đơn giản đúng không ạ? Như Mạnh Phát đã nói, con này nó sẽ có cả một cái ghế trẻ em nữa nha mọi người nha. Cái trẻ em thì Mạnh Phát sẽ gửi mọi người sau. Nếu mọi người nào mua sớm, còn nếu mà người nào mà đợi cái trẻ em mua thì chúng ta đợi mất mấy hôm. Đây, cái này thì cho sẽ móc vào đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cái giỏ này thì sẽ lắp vào đây. Nói chung là nó cũng khá là đơn giản, không có gì cả. Đây ra, dựng chân trống xuống. Và lắp cái giỏ vào nhé mọi người nhé. Em lốp còn non hơi không anh Công ơi? Đây này, trong cái giỏ thì nó sẽ có những cái miếng dán như này nhé mọi người nhé. Nó sẽ bóc ra và dán vào, luồn qua thanh sắt. Đấy, mọi người nhìn chưa? Đây. Nó sẽ dán vào. Rất là đơn giản. Bắt đầu thành hình chiếc xe rồi đúng không ạ? Đây một cái nữa là xong rồi. Giỏ này đi chợ đựng đồ rất là tốt nhá. Đây. Mọi người quan sát thấy chưa? Cái này chúng ta có thể điều chỉnh xoay được nhá. Đây này, giờ chúng ta muốn xoay trong ngay chúng ta vẫn có thể xoay được. Rồi, xoay ra đây để ta thể khóa được nhé. Đây. Đây, mọi người sẽ quan sát nhé, mình sẽ bật khóa tử lên này. Đối với con xe này thì chúng ta sẽ có cả nước đèn nha mọi người nhé. Đèn và còi. Đây mọi người quan sát này. Đấy.
có đèn nhá mọi người nhá. Đây mình sẽ tắt cái khóa từ đi. Đây. Đây nó sẽ có đèn. Còi này. Xi nhan nhá. Xi nhan thì sẽ hiện ở đằng sau nhá mọi người nhá. Đây chúng ta sẽ quay cho mọi người xem này. Đó có xi nhan. Con này thì sẽ có hai giảm sóc trước và hai giảm sóc sau nhá mọi người nhá. Đây giảm sóc trước này rất là êm nhá. Đây giảm sóc rất là thích này. Mọi người quan sát. Mình sẽ lắp lại cái mic này. Đây mọi người nhìn chưa? Xe nó sẽ có giảm sóc trước này, xe này đi rất là êm nhá. Lốp này của nó là lốp 10 inch. Đây. Đấy. Màu trắng mọi người quan sát thấy đẹp không ạ? Màu trắng thì sẽ đẹp hơn màu đen. Đây, mình sẽ để đây và quan sát cho mọi người. Đây mọi người sẽ quan sát nhé. Đối với những dòng xe mini thì con này là một trong những con mà Mạnh Phát rất là ưng. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái khung gầm của nó rất là chắc chắn mọi người nhìn nhé. Đây cái khung màu trắng của chiếc xe này rất là dày và toàn bộ là bằng thép hết nhé. Không có nhựa. Con xe này gần như là không có nhựa trên xe. Chính vậy nó sẽ rất là bền. Có những cái xe mà mini mà nó là nhiều nhựa thì nó sẽ rất là dễ vỡ và nó sẽ không bền trong thời gian. Như con này thì nó sẽ bền hơn. Đây, khung nó hàn rất là chắc chắn này. Và như mọi người vừa nhìn thấy là tháo ra, chúng ta để tháo cái này ra và gập lại được nhé mọi người nhé. Cái yên này thì có thể điều chỉnh cao thấp nhé. Đây. Mình sẽ quan sát này. Đây. Đấy. Đây mình sẽ điều chỉnh lên chiều cao yên tối đa cho nó khoảng tầm này. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Đây, như mình ạ. Đấy. Chiều cao yên tối đa như mình là cao 1m73, nặng 68 cân thì ngồi tầm này là vừa đúng không? Đấy, như các bé thì chúng ta sẽ điều chỉnh thấp xuống thôi. Như này là nó đã cao lên chênh so với lại bình thường mất khoảng độ 17 phân rồi. Đây mọi người nhìn này, khi chúng ta hạ thấp xuống này. Đấy, hạ thấp như này thì các bé tầm lớp 2, lớp 3 đã có thể sử dụng được rồi. Mà trọng lượng xe cũng khá là nhẹ thôi. Đấy, như con này thì nó chỉ rơi tầm khoảng độ 30 cân quay đầu, 25 cân thôi. Đấy. Sau cũng có giảm sóc nha mọi người nhé. Đây, sau có giảm sóc này. Đấy, đối với những cái dòng xe mini này thì tốc độ tối đa của nó chỉ khoảng 25 cây thôi mọi người ạ. Chúng ta ga nhanh sẽ đi nhanh, ga chậm thì chậm nhá. Chính vì vậy chúng ta cần dùng một phanh thôi. Đấy, phanh nó sẽ dùng cho bánh sau nhá. Đấy, phanh rất là nhẹ, bóp khá là ăn. Đấy. Con này thì đang được trang bị động cơ là 250W. Đấy, ắc quy là 36V nhá mọi người nhá. Bán xe sẽ cho mọi người sẽ kèm cả sạc luôn. Đây. Sạc đây, sạc 36V. Đấy. Một số dòng xe trên thị trường chỉ trang bị bình ắc quy 24V thôi nhá. Nhưng con này Mạnh Phát là trang bị ắc quy 36V. 36V thì sẽ đi xa hơn nha mọi người nhá. Đấy. Khỏe hơn là xa hơn đây. Cái jack pin thì sẽ cắm vào đây. Con này cắm sạc trong khoảng tầm 4 tiếng, 5 tiếng là đầy thôi, rất là nhanh đúng không? 4 5 tiếng là đầy thôi mà sử dụng được khoảng 30-40 cây một lần sạc. Đấy. Rất là phù hợp để đi cho. Kể cả con này các mẹ mà mua đi trong khu đô thị, các thứ rất là phù hợp nha mọi người nhá. Bởi vì thứ nhất là nó nhỏ gọn, chúng ta đi vào thang máy rất là tiện này. Hai là ở chúng ta đi chợ cũng rất là phù hợp đấy. Không phải để bên dưới thang để bên dưới đó. Chung cư rất là bất tiện thì chúng ta sẽ mang lên trên chung cư được. Đấy mà không hề tốn diện tích trong nhà đâu nhá. Đấy, như mọi người nhìn cái ô gạch này, ô gạch 60 này, Mạnh Phát để ngang con xe này. Đấy. Vừa khít hai ô gạch, tức là nếu mà chúng ta để trong không gian khoảng chiều dài khoảng hơn mét là chúng ta đã để con xe này thoải mái rất là nhỏ gọn thôi. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Rất là gọn. Đây, mình sẽ dựng lên trống này. Để một góc nhà, đấy, mấy mẹ con đều đi được. Đấy. Gia đình ai đi chợ cũng thể đi được quanh quanh nhà. Đấy. Dành cho mua cho các bé đi học này, đi chơi quanh nhà này, hoặc là các mẹ đi chợ trong khu đô thị thì con này rất là phù hợp mà giá tiền nó cũng hợp lý nha mọi người nhá. Những cái xe mini kiểu như này trên thị trường, cái loại rẻ hẳn thì mình không nói, những loại đắt hẳn thì có khi lên tận 12 13 triệu cơ. Mà nhìn nó kiểu dáng chưa chắc đã hay bằng con này, mà con này Mạnh Phát bán rất là rẻ nhá. Con này bán cho mọi người với giá là chỉ có 5.500.000 thôi. 5.500.000 là bao ship toàn quốc nhá. Đấy, con này sẽ có màu trắng, màu đen, màu hồng, màu đỏ nha mọi người nhá. Đấy, trắng đen hồng đỏ, màu trắng rất là đẹp nhá. Mọi người nhớ nhá, con này chỉ có giá 5.5 triệu thôi. Giá rất là hợp lý mà đầy đủ hết phụ kiện này luôn. Và sẽ được tặng kèm một cái ghế trẻ em nữa nhá. Ghế trẻ em trị giá 250.000. Thì do đợt này là dịch bệnh nên là hàng về rồi nhưng Mạnh Phát chưa lấy lại được. Thì hết dịch, hết phong tỏa thì nó sẽ về thì Mạnh Phát sẽ tặng gửi tặng cho mọi người sau. Còn trước mắt thì tôi sẽ nhận cái xe này trước. Đấy. Mọi người có nhu cầu muốn mua cái mẫu này này thì mọi người sẽ liên hệ Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Mình nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối. Sản phẩm này Mạnh Phát sẽ miễn phí ship hàng trên toàn quốc luôn. Đấy, mọi người nhớ nhá. Và khi mua hàng thì mọi người được tặng cả mũ bảo hiểm nữa cơ. Đợi tí này mình xem có cái mũ bảo hiểm nào đây không. Đây rồi. Đấy. Mạnh Phát vẫn tặng cho mọi người mũ bảo hiểm bởi vì là đảm bảo an toàn cho mọi người luôn, và các bé khi chúng ta di chuyển trên đường thì đội mũ bảo hiểm sẽ an toàn hơn nhá. Đấy. Tặng kèm mũ bảo hiểm như này và ghế trẻ em nữa nhá mọi người nhá. Đấy, một sản phẩm rất là hay và rất là tiện, Mạnh Phát thấy nó rất là tiện.
để chúng ta đi lại trong các khu đô thị đúng không, hay là đi lại quanh trẻ con, thậm chí lớp 2, lớp 3 thì đi học được đối với những mẫu xe như này. Đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe những chia sẻ của Mạnh Phát về mẫu xe Mini mới nhất năm 2022 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.